công viên đẹp ở kia phải sang đường ngắm. Đây là nhà ông Trường Lộc ở bên này này, khu S3 này, bên bên phải này. Ông lại vẫn mua được đây kìa. Vâng. Ông mua vứt đấy. Tại vứt đây. Ông vứt đâu, thỉnh thoảng ông về, ông chán thành thị ông về đây ông ở. Trường lắm tiền lắm. Trường nào mà lắm tiền? Trường Lộc ở trong làng Sở ấy. À. Tỷ mấy thì người ta mua được quá, hợp lý quá ấy. Đó. Công viên này như xong rồi ấy, chứ đúng không? Đó. Chưa cho người vào thôi chứ còn... Chứ không biết giờ Turkey này cái gì. Đâu không biết. Hà Nội đây. Hả? Turkey là Hà Nội đấy. Sao lại Turkey là Hà Nội? Ngày xưa Hà Nội Bắc Kỳ gọi Turkey đấy. À, tiếng Anh nhỉ? Đéo biết tiếng gì, tiếng Pháp hay tiếng gì chịu. Hay nhỉ. Chưa xong, vẫn chỉ xong một phần ở, vẫn đang xây dựng. Nhưng nó rộng hơn ở đây là khi những cái phần hoàn thiện, nó hoàn thiện nhiều hơn thôi. Làng đại học này, các khu biển đã xong rồi, nhưng nó chưa bao giờ người xem đâu. Anh sợ đang mùa dịch không cho vào công viên. Các khu biệt thự nó cũng xong gần đại đa số, nhưng mà cũng chỉ là chưa xong, vẫn chưa hoàn thiện hết. Đây này, đây đã xong hết rồi nhỉ? Ừ. Bao nhiêu dự án này, Delta kìa. Xong nhau. Delta từ ngày xây từ chỗ 72 tầng mình này này. À. Học được cái công nghệ gọi là làm hầm của bọn Hàn Quốc. Để từ đấy phát triển. Đây là cái biểu diễn gì đúng không? Đúng đấy. Thành phố thu nhỏ nhỉ? Thành phố trong lòng thành phố. Đấy gọi là Smart City, là thế là thành phố thông minh. Bên kia Ocean, thành phố đại dương. Ocean là đại dương à? Ừ. Rồi quay lại kia đi được. Ừ. Đây. Lại 2 năm nữa thì nó lấp đầy. 2 năm thôi. Tốc độ xây dựng 2 năm. Mấy cái nhà kia là kiểu theo thiết kế thay đổi đấy đúng không? Vâng, mới. Chứ kiểu cũ, kiểu nhà em này là kiểu cũ là đời đầu ấy. Là bên kể bên Gia Lâm thế. Đúng rồi, là đời đầu ấy. Theo kiểu những cái nhà này này. Nhà mới về sau nó phải thay đổi nhanh. Đi nhảy. Có thời gian đi được ạ. Chú có thích đi hay không? Chú đi chiều vào đây anh đi với chú, xong anh bắt xe buýt về. Thật. Xong bắt chú lười không thích đi. Thế mà anh đi nhiều người em thấy anh chẳng giảm cân. Thế đã bảo người anh là tạng mà. Nó là tạng người chứ không phải là do Sakura công viên, chỗ biệt thự ấy, sát luôn biệt thự liền kề. Nhưng đây là ý là muốn nói cái công viên đúng không? Vâng. À, chỗ trong công viên này đẹp lắm, buổi tối là đẹp mê đi luôn, như ở bên Nhật đi anh ạ, đèn đủ trang trí. Mua vé không? Không, anh tập thể dân là được vào. Người dân thì mới được vào. Vâng, người ngoài không được vào. Giống bên kia. Bên kia nhá, vào này nó để cho vào. Yeah. Nó có một cái cổng ngoài. À. Ô tô thì nó dán như kiểu như cái automatic, giống như kiểu như em đi qua cái chỗ. Thế anh tin kiểu gì bọn này về sau nó cũng làm thế. Cũng có thể đấy, anh biết. Khi em đi ô tô phát là nó tự động mở ra. Ừ. Thế còn người đi bộ là em phải đưa thẻ. Nó làm thế mới đúng. Tránh để người đang nhăng vào. Còn anh vào anh bảo mua nhà anh tham quan ấy thì anh phải làm việc đấy, xong gọi là visitor để cho anh một cái thẻ đeo đeo này. À, khách. Khách đi tham quan. Anh nghĩ bọn này nó cũng phải lên làm thế để tốt hơn. Thì nó sẽ giữ được gì, là giữ được cái môi trường. Mà nó giữ giá được. Nó giống như bên Gia Lâm, nó vẫn thực ra nó cho vào và tự do nhưng mà nó vẫn để bảo vệ ấy. Thì nhiều người vào mà đi lăng nhăng là bảo vệ nó không cho vào là được mà. Bên gì vừa sai ấy. Mày tiện tay. Em sói rồi, không có camera. Không, đừng nghĩ đã. Tập ý thức. Đây, đâu này, có thể xuống đánh tennis thì chỗ miễn phí, chơi thể thao đéo chơi. Nên ngày xưa anh mới bảo là ở nước ngoài ấy nhiều dịch vụ miễn phí lắm, thế bọn nó đéo tin. Đây bây giờ đây này, vào đây mà mua nhà miễn phí này này, thuê nhà ở là miễn phí đúng không? Thuê đây bây giờ chắc phải 10 triệu một căn đúng không, hay 12 triệu? Tùy, có cả studio nó rẻ. Studio thì nó nếu mà thuê tầm 4 triệu. Sao studio lại 4 triệu nhỉ? Thế thôi. Studio nó bao nhiêu người ở? Studio có một giường nó liền hết, liền phòng khách, liền giường, liền phòng ngủ. Thế ví dụ như nhà em mà 2 phòng ngủ ấy bao tiền? Chỗ nhà em đấy 7 triệu thôi. Có 7 triệu rồi à? Thế này mà. Thế này mà. Ở bên Ocean Park còn rẻ hơn, ở bên Ocean Park như căn nhà em 6 triệu, 5 triệu rưỡi. Thuê luôn của chủ đầu tư đấy đúng không? Đâu, vâng, à, của chủ nhà ấy. Nhà nhưng mà quên mất có nội thất hay chưa? Nếu mà có nội thất thì sẽ thường sẽ đắt hơn, khoảng tầm 1 triệu đến 1,5 triệu à. Còn nội thất nó phải như thế nào? Bây giờ studio này trong này có 4 triệu rồi. Thế thôi. Thì tụi em lại tao bảo tao thử phần studio. Thật mà anh, để biểu. Không biết đâu. Studio của anh nhá, thì anh có cái gì nhỉ? Giường, à đâu, đúng rồi, giường có sẵn này, tủ lạnh nó có sẵn này, hút mùi điều hòa có sẵn rồi. Nó chỉ thiếu mỗi cái ghế salon của tivi. Đây đơn giản. Đơn giản quá. Anh đi nhầm à? Đây anh đi vòng chỗ ra góc kia mà. Ngay. Kia anh lại phải quay lại. Đó, không được nhỏ. Hay đấy. Với là studio rẻ. Rẻ 4 triệu ở bên. Như nơi một nơi làm việc đúng không? Mình thuê vứt đấy như một nơi làm việc thôi. Nó có cả giường cho anh. Nói chung nghỉ. Anh hiểu nha, studio. Anh biết rồi. Đấy. Thì không làm việc mà mấy chục mét vuông nhỏ nhỏ đấy. Vâng. Khoảng 28 40 mét vuông đấy, đéo được 40. Rồi tầm 3 mấy mét. Đặt cọc nha, giải nha. Nam thẳng với cả chủ nhà. À, chủ nhà là mua căn studio ấy thì. Vâng, thì ví dụ cơ... Tại sao đéo hỏi mua hẳn cái căn studio đi. Đấy. Rẻ mà. Có chủ nhà người ta dễ tính thì cọc 1 tháng đóng 1 tháng, khó tính thì cọc 1 tháng đóng 3 tháng 1. Cùng cái tòa nhà em là cũng có cả căn studio. Vâng, đơn giản mà. Thường là ví dụ một tầng nó có một căn studio. Đấy, căn nhỏ ấy. Anh kéo ra, tí nữa em xem cái show và đi về. Đã show mày lên xe buýt đi, mày thử đi. Xe buýt đi làm sao về đây? Xe buýt về thẳng nhà em cơ mà. Không. Em không biết à? Thì anh chỉ cho, mày chỉ sang cái đường, biết đường với anh đi về, mày sang đường kia. Sạch. như là đi tàu điện nước ngoài. Mà em cư dân nhớ rồi nó có không, dân điện không được. Mất hết à? Đây là giao thông công cộng, có phải giao thông nội khu đâu. Nhà bạn được không? Ngày xưa chả là có cái lồn tan ruộng, giờ thì kéo thì em bắt là thâu vòng người kia đấy. Đây đấy, 9.000 à? 9.000 thế chỉ ạ, về thẳng của chân nhà em luôn. Đúng rồi, em phải cho đấy thôi. Vợ em nó không thích đi xe buýt, vợ em mà bắt xe buýt này nhá, đến đúng chỗ gần chỗ em làm luôn. Không sao nữa. Cái đoạn nào? Biết à? Nghe chỗ đoạn nào? Cũng hơi xa một tí. Em biết đoạn là Nguyễn Chí Thanh không? Không biết. Đấy.